Hello, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thủ thuật và ứng dụng của Surface Pro. Hôm nay, mình sẽ chỉ cho các bạn các mẹo nhỏ với desktop. Nếu đang lướt Facebook hay xem phim trong giờ làm việc mà sếp đột nhiên bước đến, hẳn là bạn luống cuống lắm đúng không? Vậy phải làm sao? Giấu đi các tab xem phim hay lướt web khá là mất thời gian và rườm rà đó. Để Surface Pro chỉ cho bạn một cách xử lý nhanh gọn hơn nhé. Bạn đã bao giờ nghe đến tính năng Virtual Desktop, màn hình ảo trên Windows 10 chưa? Đây là một tính năng giúp bạn tạo ra nhiều màn hình desktop cùng một lúc trên một máy tính duy nhất. Nói cách khác, thì với Virtual Desktop, bạn có thể tạo ra nhiều màn hình tùy theo nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn như là một màn hình dành cho công việc hay một màn hình dành cho giải trí. Ok, để bạn dễ hình dung hơn, mình sẽ đi vào phần thao tác nha. Trên thanh công cụ, bạn có thể tìm thấy biểu tượng Task View. Nếu nhấp vào nó, các cửa sổ bạn đang sử dụng sẽ hiện ra dưới dạng thu nhỏ. Phía trên sẽ có dòng New Desktop. Bạn cũng có thể mở Task View bằng cách đặt 3 ngón tay trên trackpad và di chuyển ra phía xa. Sau khi Task View hiện ra, bạn hãy nhấp vào dấu cộng ở mục New Desktop để tạo ra những màn hình mới. Một cách nữa để tạo màn hình mới đó là nhấn tổ hợp phím Control, Windows và D. Ví dụ, ở đây mình có 3 cửa sổ đang chạy. Cửa sổ 1 là công việc. Bây giờ mình sẽ di chuyển cửa sổ thứ 2 là cửa sổ YouTube vào desktop 2. Ở những màn hình ảo này, bạn hoàn toàn có thể mở thêm nhiều tab khác y như màn hình chính. Nếu muốn sử dụng màn hình nào, bạn chỉ cần nhấp vào màn hình đó. Để di chuyển qua lại giữa các màn hình, chỉ cần nhấn tổ hợp phím Windows cộng Control cộng với mũi tên trái hoặc phải. Nếu muốn xóa đi những màn hình ảo, chỉ cần vào Task View và nhấp vào dấu X ở phía trên các desktop đó là được. Mẹo thứ hai với desktop mà Surface Pro muốn mách cho bạn đó là mẹo giấu nhanh các icon trên desktop. Mẹo này rất hữu ích với những bạn làm công việc đòi hỏi phải quay màn hình nhiều như là Surface Pro nè. Mỗi lần quay màn hình hướng dẫn thủ thuật, mình phải giấu bớt các icon trên desktop để màn hình trông gọn hơn. Và việc này tốn khá nhiều thời gian. Vậy nên, Surface Pro đã tìm ra cách có thể tạm thời giấu tất cả các icon hiển thị trên desktop một cách nhanh chóng. Tất cả những gì bạn cần làm là di chuyển chuột đến màn hình desktop, nhấp chuột phải, sau đó chọn View và bỏ chọn dấu tích trước dòng Show Desktop Icons. Như vậy, màn hình desktop của bạn sẽ được dọn sạch trong nháy mắt để trở về như cũ, chỉ cần lặp lại thao tác là được. Video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!